Tiếp nối thành công một số hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản đã thực hiện thời gian qua tại một số địa phương, mới đây, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo phương thức trực tuyến. Tại điểm cầu chính ở tỉnh Bắc Giang, ban tổ chức đã kết nối với các điểm cầu tại Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, một số trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, kênh phân phối, thương nhân, doanh nghiệp kinh doanh tiêu thụ nông sản các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại đây, các đại biểu đã cùng chia sẻ thông tin, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giúp tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản nổi tiếng của Bắc Giang. Theo thống kê, Bắc Giang có tới 54 mặt hàng nông sản, trong đó phải kể đến vải, nhãn, cam có tính chất đặc sản vùng miền. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, nhưng cùng với sự hỗ trợ của các bộ, ngành, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công 2 hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải với 22 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và 8 điểm cầu tại các nước Nhật Bản, Úc, Singapore, Trung Quốc. Tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ năm 2021 của tỉnh ước đạt gần 216.000 tấn, tăng trên 30,8% so với năm 2020. Dự kiến những tháng cuối năm 2021 và trong thời gian tới, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khoảng 90.000 tấn cam, bưởi, na, gần 20 triệu con lợn, gà và các nông sản chủ lực đặc trưng khác của tỉnh Bắc Giang sẽ được tiêu thụ.